Chuyện ma kinh dị, phi tang xác, tác giả Bánh Ú, mời quý khán giả cùng thưởng thức. Mẹ, có mỗi cái dĩa lòng xào dưa mà xào cũng quên bỏ mắm muối là sao? Dương đập vỡ cái bát ăn cơm mà trợn mắt nhìn vợ. Vợ anh là Quyên vẻ mặt có chút hoảng sợ, cô biện minh. Em quên mất, mà có nước mắm kia kìa, anh chấm đi đi. Chấm cái đầu của cô. Dương chửi lầm bầm vài câu rồi ra ngoài mà ăn tiệm, để lại Quyên ngồi một mình nơi bàn ăn mà khóc thút thít. Quyên năm nay 25 tuổi, cô lấy Dương đã được 2 năm, hai vợ chồng tính toán làm giàu trước, khi Dương có chỗ dựa vững chắc thì sẽ nghĩ đến việc con cái. Mấy bữa nay trong công ty Dương có một người tên là Phúc, là một kẻ đối đầu với anh. Mấy hôm nay công ty có dự án mới để lên chức phó giám đốc. Dương và Phúc đối đầu với nhau mà giành lấy vị trí ấy. Vì dự án của Dương không được sếp trên đánh giá cao nên anh cũng cay cú tên Phúc này lắm. Anh chửi lây cả qua vợ mình, thường xuyên cáu gắt và cả đánh đập Quyên không thương tiếc. Sau khi ăn ở tiệm xong thì anh Dương lại tụ tập đám bạn mà ăn nhậu rồi đi karaoke ôm suốt đêm không về nhà. Bỏ một mình Quyên ở nhà trong bốn bức tường cô độc. Quyên chợt nghĩ, lấy chồng giàu có làm gì, giờ thì cũng chỉ có mình cô đơn trong chính cái căn nhà to lớn mà cô từng mơ ước. Cô có thể đi chơi, cô có thể đi mua sắm, nhưng điều mà cô không thể có là bóng dáng của Dương. Anh ít khi xuất hiện ở nhà lắm, không bận tăng ca cho dự án thì cũng bận đi chơi giải stress với đám bạn. Sáng sớm thì Dương cũng nhanh chóng chỉnh tề đến công ty mà làm. Anh cũng không cần về nhà với vợ nhìn cô dù một lần trong ngày, cứ thế mà vùi mình trong cái hỗn lạc của cuộc sống hàng ngày. Anh Dương, em nghe nói thằng Phúc nó đưa trước tài liệu cho sếp tổng xem mà nịnh bợ sếp tổng. Em nghĩ dự án này chắc nó sẽ thắng. Người ngày đêm đi theo anh Dương chỉ mong sau khi anh được lên chức thì mình sẽ được thơm lây mà lên đời. Anh ta không biết kiếm đâu ra được tin tức bên đối thủ mà báo cho Dương biết. Tao biết ngay mà, chúng nó thập thò lén lút đút tiền cho nhau mà. Dương tức giận mà đạp đổ cái ghế nơi quán bia mà sắc mặt đỏ bừng tức giận. Đã đến ngày trình bày dự án trong phòng họp, Dương và tên Phúc đều đưa ra dự án cho mình để giúp công ty phát triển. Tổng giám đốc nghe thì cũng rất hài lòng về dự án của Dương. Nhưng ánh mắt của Phúc liếc nhìn tổng giám đốc, hắn muốn nhắc khéo điều gì đó, khiến cho tên tổng giám đốc thay đổi sắc mặt, mà lại cố moi móc mọi thứ ra và cho thấy dự án của Dương thiếu thứ này thứ kia. Hắn ta khen ngợi Phúc trước mặt mọi người mà làm cho Dương đỏ mặt bừng bừng mà bỏ ra về. Tên Phúc cười thầm trong lòng, còn lâu mới leo lên cao được nhé, cứ thế mà tà tà với chức trưởng phòng của mình đi. Dương quay về nhà với vẻ mặt ê chề và thất vọng, anh về nhà thì không thấy vợ mình đâu. Anh bỗng tha bụng mình nó reo lên vì đói, tại sao lúc này anh lại cần một bát cơm mà vợ bới cho vậy chứ? Tại sao lúc này anh lại muốn ăn cái món lòng xào dưa mà đích thân vợ nấu cho anh ăn vậy chứ? Dương bỗng suy nghĩ về những gì mình đã đối xử với Quyên trong suốt thời gian qua mà lại cảm thấy xấu hổ. Anh quá vô tâm với cô rồi, ngay lúc này anh biết cơ đồ anh muốn đã không có được. Anh tưởng mình sẽ có được cái chức phó tổng ấy, nhưng mọi thứ đối với anh đã sụp đổ. Dương nhận ra tất cả mọi thứ chỉ còn có vợ là vẫn còn bên anh, còn những thứ kia không là gì cả. Cánh cửa nhà được mở ra, Quyên bước vào nhà với một bộ quần áo hàng hiệu sang trọng, tay cô xách lấy cái giỏ lớn đựng đầy quần áo, túi xách, giày dép mà bỏ trước bàn uống nước. Em về rồi đấy à? Anh đói, em nấu món gì ấy cho anh ăn đi. Quyên rót lấy ly nước mà uống cạn một hơi, cô mỉm cười. Đồ ăn em đổ cho chó anh hết rồi, anh vui lòng mà tìm quán ăn. Dương tức giận, cô, anh đứng dậy mà định cho vợ mình cú tát trời giáng. Nhưng dường như anh nhận ra cái lỗi sai trái của mình, nên mặc cho Quyên có đẩy ra, Dương vẫn lao vào mà ôm lấy cô. Anh biết anh sai rồi. Dương bắt đầu kể hết những gì ở công ty, và điều khiến anh luôn cáu gắt với cô mà thường xuyên đánh đập cô. Quyên thông cảm cho anh, và cũng mềm lòng mà cùng nhau vun vén hạnh phúc của cái gia đình nhỏ này. Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao về vụ việc diễn ra của Dương và Phúc. Cái chức phó ấy đã được trao lại cho Phúc, và đang đợi ngày để làm cái lễ mà trao tên cho phó giám đốc mới. Tên Phúc cũng mở ra bữa tiệc lớn mà ăn mừng mình đã chiến thắng. Trong lúc hắn đang say sưa mà uống rượu chúc mừng của một số người trong công ty, thì một người lạ mặt đến mà giao cho hắn một cái phong thư, có những tấm ảnh của vợ hắn ăn nằm cùng với một người đàn ông. Và người đàn ông ấy không ai khác đó chính là Dương. Trong phong thư còn có nơi địa điểm gặp mặt giữa hai người để nói chuyện,
thương lượng với nhau. Phúc tức giận mà nhanh chóng quay đi, đốt sạch những gì anh đã thấy, và cái địa chỉ mà Dương đưa nó đích thị nói lên vẻ mặt bên ngoài của vợ anh, người phụ nữ cắm sừng anh, mà lại là cái sừng của tên Dương, đúng là oan nghiệt mà. Vì nơi cái địa chỉ mà Dương gửi chính là căn nhà cách xa thành phố của vợ Phúc, nơi chỉ có anh và vợ anh biết mà giờ còn xuất hiện tên Dương, vậy rõ là hắn đã thường xuyên lui tới mà thập thò lén lút với vợ của anh. Em có thể thôi đẹp để anh thôi say đắm được không? Dương thủ thì bên tai Nga làm cô như chìm đắm vào ái tình mà cũng thì thầm. Cái anh này chỉ được khéo nịnh, em thấy vợ anh ở nhà cũng đẹp lắm mà. Dương lắc đầu, ôi, sao mà ngon lành bằng em được hả Nga? Mà anh thấy chồng em vừa giỏi vừa đẹp trai khỏe mạnh thế mà sao em vẫn cứ cặp kè bên anh? Nga ôm chặt lấy Dương mà bảo, em ước gì hắn ta được một phần như anh đấy. Người gì đâu một câu khen vợ cũng không có, tiền bạc thì bảo thủ mà giấu cho riêng mình, không biết cách cư xử là một người chồng gì cả. Dương mỉm cười, Nga này, nó đã cho em rất nhiều về mọi mặt thì em còn đòi hỏi gì nữa, được cái này nó mất cái kia em à. Nga lắc đầu mãi mà đáp, không, em cần một người hiểu em và người ấy không ai khác chỉ có anh. Chúng mày mèo mả gà đồng trong nhà của tao. Phúc từ ngoài cửa ập vào mà mặt hùng hổ xông vào, mà kéo lấy cái cổ áo đang bung những hạt cúc của Nga đang nằm gọn trong lòng của Dương, mà tận hưởng hạnh phúc. Anh Phúc, anh bảo đi công tác với sếp chưa về mà. Phúc trợn mắt đỏ ngầu vì tức giận mà quát vợ. Cô im đi, tôi không nói vậy thì làm sao bắt được quả tang hai người đang cố gắng chồng chất cho tôi cái sừng to lớn này chứ. Nga ngồi im một chỗ mà không nói gì, cô cũng chả biết bây giờ mình nên nói gì. Cô không biện minh cho những gì mình làm vì thật chất nó là như vậy. Cô đang ngoại tình với Dương đấy thì sao? Tại ai? Tại ai mà cô như thế hả? Thấy Dương vẫn ngồi ấy ung dung như người chiến thắng, Phúc lao vào. Tất cả là mày, mày là cái thằng dụ dỗ vợ tao. Thằng chó, mày thua tao nên trả thù tao như thế phải không? Dương giằng lấy tay Phúc đẩy phăng ra mà lên giọng. Mày phải hiểu vợ mày cần gì ở tao mà suốt ngày chỉ biết gọi điện năn nỉ tao qua. Dương tiến lại gần Phúc mà tay chỉnh lại cái áo vest của Phúc. Cổ áo đang không ngay ngắn mà thủ thỉ vào tai Phúc. Tao ăn không được, thì tao phá. Mày có địa vị vậy thì sẽ mất đi người đã từng đầu ấp tay gối với mày vậy thôi. Phúc tức giận mà đấm cho Dương một cú trời giáng. Thằng chó, mày chết đi. Phúc lao vào mà đấm cho Dương vài phát. Anh ngồi lên trên người Dương mà cứ đấm thùm thụp vào mặt Dương. Bốp một tiếng, Phúc thấy đầu óc mình choáng váng mà quay lại đằng sau nhìn. Anh thấy trên tay Nga là chiếc ghế gỗ. Vợ mình đã lấy ghế gỗ mà đập vào đầu mình. Phúc chỉ kịp suy nghĩ mà mơ màng mà ngất lịm đi. Nga thấy máu bắt đầu tuôn ra từ Phúc khiến cô cũng hoảng sợ mà chạy đến với Dương. Anh Dương ơi, chả lẽ hắn chết rồi sao? Dương lúc này cũng lồm cồm mà bò dậy. Anh tiến lại gần thì thấy Phúc chỉ bất tỉnh nên quay lại nói với Nga là hắn chỉ ngất đi thôi. Nga sợ hãi mà ôm lấy Dương. Anh ơi, hay là mình cùng nhau trốn đi? Mình tìm nơi nào đó có hai chúng ta mà ở. Sau khi hắn tỉnh dậy, hắn không thấy em nữa, hắn sẽ biết em và anh đã trốn đi. Hắn sẽ không tìm em đâu. Dương đờ ra, ý anh không phải là muốn cùng Nga trốn đi mà ở ẩn. Mục đích của anh là danh vọng, là cái ghế phó tổng giám đốc. Em không muốn có được cái gia tài đồ sộ của hắn hả Nga? Nga nhìn Dương, ánh mắt cô long lanh mà nhìn người chồng công chứng danh thuận của mình đang nằm bất tỉnh nhân sự. Máu vẫn còn chảy ra dưới sàn nhà. Đúng, cô cũng cần cái gia tài đồ sộ này vì là con người mà, tham vọng nó cao lắm, gia tài nhiều thì cô cũng thích vậy. Dương đọc được suy nghĩ trong đầu của Nga mà bảo, anh thì cần cái vị trí của nó, em cũng cần gia tài đồ sộ này. Hay là chúng mình đưa ra thỏa thuận đi. Nga thoáng sợ hãi với cặp mắt của Dương đang nhìn mình. Cô lắp bắp, thỏa thuận gì? Dương khẽ kéo tay Nga vào trong lòng mình. Anh thì thầm nhỏ đủ để cô nghe. Giết nó, Nga giật mình mà lùi ra khỏi vòng tay của Dương. Không, không, anh không được ác độc như thế, là mạng người. Mạng người ấy anh biết không? Dương khẽ bước đến bên cạnh Nga mà dỗ dành cô. Anh biết, nhưng giờ em thấy còn cách nào không hả Nga? Nó sẽ không để yên cho anh bên em đâu, rồi còn vợ anh sẽ không để yên cho em đâu. Nhưng em thấy đấy, khi nó chết đi rồi, thì em có tất cả. Anh có địa vị lúc ấy anh sẽ ly dị vợ mà đích danh đưa em về sống. Trai không vợ, gái không còn chồng nữa, em thấy có gì ngăn cản hai ta không?
Nga nghe những lời nói của Dương thì cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Cô nghĩ đến bố mẹ mình và đàn em thơ ở quê nhà vẫn sống trong cái cảnh nhà nghèo khó, đàn em nheo nhóc. Từ ngày lấy chồng xa và mang cái mác giàu có thì cô được gì cơ chứ, hắn chi ly từng đồng với cô. Nhưng nếu bây giờ hắn chết đi thì gia tài sẽ thuộc về cô, là vợ nên tất cả giấy tờ liên quan đến ngân hàng hay mã số két sắt cô đều biết, cô được hắn chỉ cho hết vì hắn tin tưởng cô. Nga nhớ đã có lần mở lén két sắt mà lấy tiền đưa cho mẹ cho bố đi khám và nhập viện. Ngày ấy cô bị hắn la mắng thậm tệ vì không lo vun đắp cho gia đình mà lại nghĩ đến việc mẹ cha như thế. Từ đó Nga đã thề với lòng là không đụng đến đồng xu nào của hắn. Cho đến khi cô gặp Dương, anh cho cô tiền rất nhiều và làm sổ tiết kiệm cho cô dành cho bố mẹ và các em sau này thì Nga cảm thấy Dương là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Bỗng trong đầu cô nhảy số, cô lau đi những giọt nước mắt mà đưa ra câu hỏi để hỏi Dương. Thế giờ ta phải làm gì? Khóe miệng Dương bỗng nhếch lên một mép mỉm cười đắc ý mà nói. Anh chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần có chữ ký của nó thì toàn bộ tài sản là của em. Nga gật đầu mà nhìn Dương. Cả anh nữa, Dương cầm lấy tay cô mà âu yếm. Đương nhiên là vậy rồi. Sau khi đã có được chữ ký của Phúc, Nga cầm lấy mọi giấy tờ ủy quyền mà hỏi Dương. Thế bây giờ hắn ta, anh giải quyết thế nào? Dương đưa ra ý kiến ngay, vì mọi thứ anh đã tính toán hết trong đầu rồi. Đợi đến khi trời tối, anh sẽ đưa xe máy của nó ra chỗ vách núi gần nhà em mà đẩy xuống, tạo hiện trường giả. Nga nghe vậy thấy đúng thì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế còn hắn ta, Dương khẽ nhìn Phúc đang nằm bất động dưới nền nhà mà khẽ đáp. Chỉ có cách phi tang xác của nó. Nga rùng mình, cô hoảng sợ mà kéo lấy tay Dương. Không, không được, thả anh mang hắn đẩy xuống vách núi luôn để thành hiện trường giả, chứ đừng chặt xác hắn như thế. Em sợ, với lại dưới vách núi là biển mà, anh ném hắn xuống hắn cũng toi mạng. Dương quay sang nhìn Nga mà nói, lỡ như xác hắn kẹt ở dưới vách núi, họ điều tra ra được thì anh với em coi như xong. Em yên tâm đi, anh sẽ không để em nhúng tay vào đâu. Hai người đang tựa vào nhau ôm ấp thì Phúc chợt tỉnh dậy, đầu anh đau điếng nhưng vẫn không quên cái cặp mất dạy ấy, nên anh lấy ra con dao bấm lao đến phía hai người. Dương đang ôm chặt lấy Nga thì bất giác anh nhìn thấy mà kéo người Nga qua và đẩy cô xuống ngã lăn lóc sang một bên. Phúc cũng chao đảo mà cầm dao đe dọa Dương mà chém vào tay Dương một nhát. Thằng chó, tao giết mày, Phúc như nổ mạnh hết đà, mà lao đến định đâm cho Dương mấy nhát mà hả hê cơn giận, thì bị Dương mạnh hơn mà né tránh đạp Phúc ngã lăn lóc mà văng cả con dao xuống gần chỗ phía Nga. Dương lao vào mà đè Phúc xuống đất mà ghì chặt lấy Phúc. Dương vỗ đôm đốp vào mặt Phúc mà xỉa sói. Mẹ, mày đút lót cho cái lão già ấy để được thăng chức, mày tưởng tao chả biết sao. Mày giỏi quá nha Phúc, mày định đấu lại tao à? Bữa nay tao cho mày đi về gặp ông bà nơi chín suối. Nga, ném anh con dao. Nga đang ngồi dưới nền nhà, tay cô cách con dao không xa, khẽ đưa đôi bàn tay run rẩy. Cô cầm lấy con dao mà chậm rãi đưa cho Dương. Con chó cái, tao sẽ không tha cho chúng mày. Dương như điên dại mà cầm lấy con dao sắc lịm mà đi một đường ngọt như nước trên cổ của Phúc. Cảnh tượng trước mắt làm cô sợ hãi. Cái đường dao đi qua là máu từ cổ Phúc nó cũng phụt ra thành tia máu, bắn ướt hết sàn nhà. Phúc cố la lên vì đau đớn. Anh muốn vùng dậy mà chạy thoát. Anh muốn kêu người để cầu cứu nhưng không thể. Anh đã mưu si mà đến đây một mình không ai hay biết. Để bây giờ anh phải chịu đau đớn đến như thế. Phúc vùng vẫy mà rít lên từng tiếng. Cơn đau nhói khiến anh không thể kêu la mà chỉ ậm ừ từng tiếng trong miệng. Mày la đi, la lên cho tao xem. Bình thường mày chỉ cần ho lên một tiếng là có người tận tụy chăm lo cho mày mà. Giờ kêu đi, xem ai cứu mày hả thằng chó. Dương cười lên độc ác mà tiếp tục cứa mạnh vào cổ họng của Phúc. Máu tuôn ra xối xả mà ướt đẫm sàn nhà. Mùi máu tanh nồng lên tới tận mũi làm cho Dương cũng có chút ớn ớn nhưng vẫn tỏ ra vẻ đắc ý lắm. Phúc lúc này co giật mà trợn trừng mắt. Anh giật giật lên vài cái rồi đầu gục xuống vũng máu. Mắt mở trừng trừng về phía Nga đang ngồi một đống ở đó. Dương thì cũng buông bỏ đầu Phúc ra mà chậm rãi tiến về phía bếp. Anh quay lại với con dao chặt xương to mà tiến lại gần phía Phúc. Anh, Nga ngồi đó. Cô chợt như bừng tỉnh mà nhìn về phía Dương. Dương mỉm cười, anh đáp. Em biết rồi đấy, mình nên phi tang xác nó. Bịch một tiếng, Dương giơ mạnh con dao to mà chặt mạnh xuống cổ của Phúc. Cái đầu của Phúc nó lìa khỏi cổ nằm lăn long lóc dưới nền nhà.
Nga hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cảnh tượng trước mắt cô không thể nào mà hình dung ra được. Dương thấy cô bất tỉnh thì cũng không ngần ngại tiếp tục công việc của mình. Anh cầm lấy tứ chi của Phúc mà chặt bôm bốp, nhát nào nó ra nhát đó, nhẫn tâm không nương tay, mặc kệ cho máu nó cứ phun ảo ảo bắn hết vào mặt, vào người của mình. Có nhiều khúc, Dương phải chặt đi chặt lại vài lần để cho nó đứt rời được. Thịt còn sót lại nham nhở dính trên con dao to sắc bén ấy, Dương dùng tay mà vút nhẹ cho mấy miếng thịt vụn nó rơi xuống, rồi tiếp tục phanh thay cái xác của Phúc ra. Từng miếng nhỏ mà bỏ vào trong túi bóng. Cái thi thể của một con người lúc này như mấy khúc thịt heo mà nằm gọn trong túi bóng. Máu chảy như sông mà tràn cả ra cửa nhà, cái tên sát nhân ấy làm nhanh nhẹn gọn gàng. Lau dọn hết tất cả vũng máu và mấy vết máu loang lổ trên tường hay bàn ghế. Hắn ta mang mấy cái túi bóng ra ngoài vườn dưới gốc cây sake mà đào ở đó một cái hố sâu. Hắn bỏ luôn con dao chặt xương đã sứt mẻ xuống cái hố cùng với mấy túi bóng. Hì hục mất cả buổi, đến khi trời tối thì tên Dương cũng lấp xong cái hố, rồi dùng vòi nước tưới cây mà tưới vào đất, ấn ấn vài cái cho nó xuống. Có trời mới biết là nơi này đã từng có cái hố đào, có trời mới biết dưới lớp đất ấy là thứ gì, có trời mới biết tất cả mọi thứ là do tên máu lạnh Dương làm. Dương quay lại vào trong nhà, anh rửa tay thật sạch mà nhìn lại mọi thứ một cách tỉ mỉ, rồi mới quay đi mang xe của tên Phúc ra cái vách núi cách đấy không xa mà đẩy xuống. Trời tối và nơi này cũng không có ai qua lại, nên chả ai hay, chả ai biết bất cứ một thứ gì cả. Hắn quay trở về nhà của Nga thì thấy cô đã tỉnh, trấn an Nga vài câu rồi hắn ở lại với cô đêm hôm ấy. Vẻ mặt Nga vẫn còn sợ hãi tột độ, cô ngỡ mọi chuyện nó cứ như giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng mà thôi. Nhưng nó là sự thật, cô rất sợ nhưng khi được Dương an ủi và dọn dẹp sạch sẽ, Nga cũng yên tâm phần nào mà cũng xách vali và đi đâu đó vài ngày cho nguôi ngoai. Gần đến ngày giao cái chức phó giám đốc cho Phúc, nhưng người trợ lý của anh không thể nào mà liên lạc được với anh. Đến nhà thì anh cũng không có, liên lạc với vợ anh thì chị Nga cũng đã đi du lịch với bạn mấy ngày nên cũng không biết anh Phúc đang ở đâu. Thế là tên tổng giám đốc đành đề xuất lên cấp trên, tên Dương dưới sự tấn công khôn khéo của Dương. Mọi thứ nó như được sắp xếp vào đâu đó. Khi mà chiếc xe tay ga được phát hiện mắc lại nơi vách núi gần biển, gia đình Phúc và mọi người cho rằng có lẽ anh đã bị rơi xuống biển và đang dạt ở nơi nào đó. Nga cũng đã quay về mà khóc nức nở, tỏ ra lo lắng cho người chồng của mình. Có lẽ tin tức của Phúc cũng đã được bên phía công an xác nhận và điều quan trọng nhất lúc này là mong sao xác của Phúc sẽ dạt vào bờ hoặc ai ấy đi biển mà vớt được. Mọi chuyện nó lắng xuống, Dương dần quen với công việc và có một cuộc sống giàu có. Mọi tài sản của Phúc cũng thuộc về tay của Nga. Cô nhanh chóng bù đắp cho gia đình và sống như một quý bà. Cô cũng kinh doanh một số spa mà kiếm thêm và diễn với bố mẹ Phúc một vở kịch, hứa sẽ sống như thế mà chờ đợi anh. Cô nói rằng và tin rằng chồng cô sẽ vẫn còn sống. Và điều làm cho bố mẹ Phúc chấp nhận cô hơn, cô đã có thai và cô đã thông báo cho bố mẹ Phúc đó là cái thai của Phúc. Dương vẫn viện cớ bận việc công ty hay đi công tác với sếp tổng mà qua lại lén lút với Nga. Vẫn thường xuyên cáu gắt với Quyên, không phải là anh không thương Quyên nhưng cái tính gia trưởng của anh nó vậy, vợ chồng anh cũng chưa có mối hàn gắn giữa con cái nên vẫn mạnh ai người ấy sống, sống cho chính bản thân mình. Tối nay anh có đến không? Tin nhắn điện thoại vang lên, Dương đang ngồi trong phòng làm việc, khẽ liếc nhìn qua chiếc điện thoại. Là tin nhắn của Nga nhắn cho anh, hôm nay anh về có việc ở nhà, Dương tỏ ý sẽ về nhà với vợ vì tuần này anh đi công tác hơi nhiều. Em sợ... Nga trả lời hai chữ khiến cho Dương tò mò. Em sợ gì? Dương gửi tin nhắn rồi mong mỏi câu trả lời của Nga, nhưng mãi một lúc lâu Nga mới nhắn đáp lại tin nhắn anh. Em mơ thấy nó. Sau khi từ công ty ra, Dương không về nhà mà đi thẳng về phía hướng ngoại ô thưa người, dừng xe trước nhà Nga. Em mơ thấy nó là, Dương cầm tách cà phê nóng mà hỏi Nga, anh biết cái từ nó Nga nói ở đây là ai? Tối qua và trưa nay em đều mơ thấy nó đứng trước cửa kính mà gõ cửa. Nó cứ rít lên mà đòi vào. Nga không nói nữa, vì lúc này cô cảm thấy sợ sợ mà nhìn Dương mong được anh an ủi và bên cạnh. Vẻ mặt Dương lúc này cũng suy nghĩ rồi nói với Nga. Chắc do em mệt mỏi rồi lại suy nghĩ đến nó nên mới nằm mơ thấy vậy đấy. Không sao đâu em, Nga nép vào lòng Dương mà bắt đầu sụt sùi. Em sợ lắm, hay anh bỏ vợ về đây ở với em đi. Lúc trước anh hứa xong việc thì về với em cơ mà. Dương đảo mắt suy nghĩ rồi đáp. Em à,
Gia tài mà bố mẹ nó để lại cần phải có sự đồng ý sang nhượng của bố mẹ nó. Em phải giả sống một mình để chiếm lòng tin của ông bà ấy mà mới lấy được. Giờ anh về với em rồi mọi chuyện đổ vỡ sao em? Nga nằng nặc mà nói. Em không cần đâu. Tài sản riêng của hắn cũng đủ em và anh sống rồi. Anh có địa vị nữa. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà. Dương trấn an cho Nga bình tĩnh hơn. Em dễ dàng từ bỏ vậy sao? Gia tài nó đâu có ít. Em cố lên. Anh sẽ về với em mà. Sau những lời nói ngon ngọt của Dương, thì Nga cũng mềm lòng mà đồng ý chờ đợi thêm, để bố mẹ Phúc chấp nhận mình. Nga, suy nghĩ thêm mà nói thêm với Dương. Con mình cũng đang từng ngày lớn lên đấy anh, em cũng muốn chấm dứt nhanh chuyện này mà anh về với mẹ con em. Dương gật đầu, anh sờ lên bụng Nga cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang sống trong đấy. Dương thở dài khẽ nói. Thôi đi ngủ em, tiếng đồng hồ treo tường. Nó cứ tích tách mà đếm từng giây từng phút rõ mồn một bên tai của Dương. Khiến anh không thể nào mà ngủ được. Khẽ rút tay về mà đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Dương cầm lấy điếu thuốc mà rít dài một hơi. Anh mở điện thoại ra là tin nhắn của Quyên nhắn cho anh. Đêm nay anh lại bỏ tôi một mình sao? Dương khẽ thở dài sườn sượt mà nhắn lại. Mai về anh sẽ bù đắp cho em. Tắt chiếc iPhone 14 đi. Dương lại tiếp tục rít lấy hơi dài mà thở ra làn khói trắng mờ mịt. Dương khẽ đưa mắt đến cánh cửa kính mà giật nảy mình, đánh rơi cả điếu thuốc xuống dưới chân. Vì ngay trước mắt anh, dí sát vào cánh cửa kính là một khuôn mặt đầy máu, trợn tròn đôi mắt trắng dã, đang đưa sát cái mặt kinh dị vào tấm kính mà nhìn thẳng vào trong nhà chỗ Dương đang ngồi, nở trên khóe miệng một nụ cười khiến người ta sờn gai ốc. Dương giật mình mà phủi đi điếu thuốc lá đang ở trên đùi mình, đau nhói mà xem vết nhỏ tròn rách mà điếu thuốc đã làm cháy mất một lỗ nhỏ và phỏng cả da thịt anh. Dương lại quay sang chỗ cánh cửa kính mà nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Ánh trăng ngoài kia hắt vào và ánh điện ở chỗ ông thổ địa cũng rọi sáng, nên Dương có thể nhìn thấy bên ngoài chỉ là một màu đen và khu vườn nhà Nga. Chứ không hề thấy cái bóng hình và khuôn mặt kinh dị dí sát vào cánh cửa nữa. Chắc là do mình làm việc quá tải, Dương suy nghĩ rồi cũng quay trở lại phòng ngủ. Anh thấy Nga vẫn đang say giấc thì cũng lên giường mà nằm ngủ. Gạt đi mọi suy nghĩ, Dương đắm chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở ngoài vườn nhà Nga. Anh đang vui vẻ chạy đuổi theo Nga quanh cái gốc cây sa kê mà cười sằng sặc. Cái áo trắng và mái tóc xóa ngang vai của Nga đang chạy trước mặt anh, khiến cho anh như muốn bắt lấy cô mà âu yếm. Nhưng rồi mọi thứ như mơ hồ, khi lúc này chạy cách xa anh vài bước chân là một cái đầu, nó như sắp lìa khỏi cổ, chỉ được giữ lại nhờ một miếng da cổ mà như sắp rớt, đang chạy trước mặt của Dương. Dương lúc này như nhận ra được sự việc trước mắt mà đứng sững lại. Ngay khi anh đứng sững lại thì người chạy trước mặt anh cũng đứng lại theo anh, rồi từ từ quay lại với anh. Đầu của người ấy lúc này cũng rơi xuống đất một cái bịch, lăn long lóc trước mặt Dương, trên khuôn miệng còn nở với Dương một nụ cười ngoác rộng đến mang tai. Dương hét lên một tiếng hoảng sợ rồi giật mình tỉnh giấc, anh thấy Nga đang bên cạnh mà hỏi han anh xem có chuyện gì xảy ra. Dương bình tĩnh lại rồi cũng nhanh chóng thay quần áo mà lấy xe ra đi làm. Cả ngày hôm ấy, trong đầu anh toàn suy nghĩ về cái thứ tối hôm qua anh thấy, rồi cái ác mộng anh đã gặp mà cả ngày công việc không hoàn thành tốt đẹp. Tối hôm ấy Dương trở về nhà mà lòng nặng trĩu, nhưng bù lại là anh thấy vợ mình đang chuẩn bị cho mình một bữa cơm thịnh soạn. Gạt đi suy nghĩ, Dương cùng vợ mình dùng cơm tối, anh chợt nhận ra mọi thứ bên vợ nó ấm áp làm sao, bao lo âu trong đầu như tan biến. Thế mà từ rất lâu anh không nhận ra mà cứ mãi đi tìm những thứ chả đâu vào đâu. Anh này, anh có quen ai tên là Phúc không? Câu nói của Quyên làm cho Dương dừng đũa. Ánh mắt anh hơi đảo qua mà suy nghĩ. Phúc, anh không quen, mà sao em lại hỏi vậy? Quyên tiếp tục ăn cơm rồi trả lời. Tối qua em nằm mơ thấy trước cửa nhà mình có người cứ thấp thoáng ở ngoài. Em ra xem thì họ bảo tìm anh. Em hỏi tìm có việc gì không thì họ không chịu nói. Họ chỉ bảo họ tên Phúc. Dương nghe xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng Quyên thì lắc đầu đáp. Không đâu, đêm qua em thức giấc nằm mơ tới 3 lần đấy anh. Em nghĩ nó không phải giấc mơ bình thường đâu. Có khi trong công việc sẽ có đối tác hay ai đó tên Phúc tìm đến anh. Dương không nói nữa mà tiếp tục ăn cơm rồi về phòng làm việc. Mãi làm việc cho đến tận gần 12 giờ khuya, đang định về phòng vợ ngủ thì anh lại nhận được tin nhắn của Nga. Đại khái Nga nhắn muốn ở bên cạnh anh vì cô đang rất sợ. Dương an ủi Nga vài câu rồi cũng tắt máy mà về phòng vợ ngủ.
Sáng hôm sau, đang trong phòng làm việc, Dương lại nhận được cuộc điện thoại của Nga hẹn anh trưa nay ăn trưa ở khách sạn gần ấy. Cô có chuyện muốn nói. Anh Dương, em nghĩ là linh hồn nó về tìm em. Nga nói mà vẻ mặt vẫn còn nét sợ hãi. Dương nghe được thì cũng hơi giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chắc em bầu bì nên mệt, mơ lung tung. Nga lắc đầu mà khẳng định. Em thề với anh là không phải em nằm mơ, lúc ấy mới có 8 giờ tối. Em đang ngồi xem phim ở ngoài phòng khách thì em nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cổng chính em đã khóa và cửa nhà cũng chốt kỹ rồi nên em cũng yên tâm. Em mới lại gần cửa kính mà kéo cái tấm rèm ra thì em thấy rõ mồn một. Dưới gốc cây sake một bóng người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi quay lưng về phía em, mặt nó hướng vào gốc cây. Anh thử nghĩ xem, có thằng ăn trộm nào mà đêm leo vào nhà người ta mà ngồi ở gốc cây không anh? Nga ngưng lại một chút khi thấy Dương vẫn còn đang suy nghĩ, cô lại nói tiếp. Em nghi ngờ là nó nên mới nhẹ nhàng kéo rèm lại. Để luôn điện phòng khách đi vào phòng ngủ nằm. Nhưng đêm ấy tiếng đập cửa kính ngoài phòng khách nó cứ vang lên ầm ầm. Rồi em mới sợ quá mà nhắn tin cho anh. Dương không nói gì, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Được rồi, đêm nay anh sẽ đến xem mọi chuyện thế nào. 7 giờ tối, Dương có mặt ở nhà Nga mà nhanh chóng đi vào trong nhà. Cái cảm giác lạnh lạnh khi đi qua cái cây sake khiến cho anh phải rùng mình mà nhanh chân bước vào nhà. Bịch một tiếng, Dương giật mình nhưng theo bản năng anh quay lại. Dương thở phào nhẹ nhõm vì một quả sake nó rơi xuống đất. Từ đâu gió bắt đầu thổi lên ào ạt làm cho mọi cây cối trong khu vườn đung đưa đáng sợ. Khiến cho Dương gấp gáp mà đi vào bên trong khóa kỹ cửa lại. Anh dùng bữa tối với Nga rồi cùng cô xem tivi, sau đó lên giường ngủ sớm. Đó, anh nghe thấy không? Rõ ràng là có tiếng đập vào cửa kính mà. Nga nói cho Dương biết rồi cũng nép sát vào anh mà tỏ vẻ sợ hãi. Dương cũng nghe rõ là tiếng đập cửa ngoài phòng khách đang vang lên, anh rón rén mà bước ra ngoài. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, anh mong sao đó chỉ là một trò đùa, hay của một gã trộm nào biết Nga ở nhà một mình mà rình mò. Đứng trước cánh cửa kính, tim Dương đập lên thình thịch, chỉ cách nhau có một lớp vải rèm và một tấm kính, thì không biết ngoài ấy nó là cái thứ gì đây. Dương chuyển hướng, anh đi qua chỗ trong góc tường mà vén lên một chút tấm vải rèm trong góc tường, chỉ đủ để anh thấy bên ngoài mà hé hé đưa mắt nhìn. Ngoài cánh cửa kính chả có gì ngoài cái màn đêm dày đặc và ánh trăng sáng đang chiếu xuống mảnh vườn nhỏ. Dương đi lại bật công tắc điện lên, tay kéo mạnh tấm rèm cửa mà định mở tung cửa ra ngoài xem. Tay anh vừa đặt lên tay cầm của cánh cửa, thì anh bỗng sững người lại khi thấy rõ ràng một bóng người đang ngồi dưới gốc cây sake. Mắt anh dần quen với màn đêm, với khung cảnh ở bên ngoài vườn, lúc này Dương vẫn thấy một bóng lưng đang quay về phía anh mặt dí sát vào trong gốc cây. Nó mặc một chiếc áo trắng cũ nhàu mà ngồi im bất động ở đấy. Trong nhà, Dương cũng đang bất động mà đứng ngây ra nhìn nó. Bỗng cái đầu nó lúc lắc, chiếc áo trắng cũ của nó lúc này tự nhiên nhuộm thành màu đỏ thẫm mà phất phơ trong gió bụi mịt mờ. Cái đầu của nó đang lắc lư mà tự nhiên rơi mạnh xuống đất lăn long lóc. Dương lúc này mới hoảng sợ mà ngã ngồi xuống nền nhà. Anh chưa định thần thì một khuôn mặt trắng bệch dí sát vào tấm cửa kính. Khuôn mặt dần dần phun ra máu, bắn ướt đẫm cả cánh cửa kính, mắt nó lồi ra khỏi hốc mắt mà dán chặt vào tấm kính, miệng nó thì mở rộng ra mà cất lên tiếng cười sằng sặc mà xoáy tận vào đầu óc của Dương. Dương rú lên hoảng sợ rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự lúc nào không biết. Tiếng hét của Dương làm cho Nga choàng tỉnh, cô nhìn xung quanh không thấy Dương, cánh cửa phòng thì mở rộng, lúc này cô mới đứng dậy mà bước ra xem. Thấy điện phòng khách sáng nên Nga từ từ đi ra. Cô hoảng loạn khi thấy Dương nằm ngất ở đó, và trên tấm kính một đôi mắt trắng dã đang dán chặt trên tấm kính mà nhìn vào phía cô. Nga sợ hãi mà lui vào bên trong, miệng cố gọi to tên Dương nhưng dường như anh ta không hề nghe thấy. Nga đánh liều đi lại, núp sau bức tường, cô từ từ đưa mắt ra nhìn thì thấy mọi thứ bình thường rồi, cặp mắt trên tấm kính không còn nữa nên cũng dò dẫm từng bước tiến lại phía Dương để gọi anh dậy. Lay mãi, tát mạnh vào mặt thì Dương mới tỉnh. Anh hoảng sợ mà kéo tay Nga chạy thẳng vào trong phòng ngủ. Bây giờ phải làm sao đây anh? Nga sợ hãi nép vào lòng của Dương. Cô không biết phải tính như thế nào. Người thì còn giải quyết được, chứ là ma thì làm sao mà giải quyết. Mai anh sẽ đi tìm thầy, em ngủ đi. Dương trả lời làm cho Nga đỡ lo nhưng cô chợt suy nghĩ ra mà hỏi. Nhưng nếu vậy thì họ sẽ biết anh giết nó thì sao? Dương suy nghĩ rồi kéo tay Nga xuống mà bảo.
Anh có cách của anh, em nghỉ đi. Hai người mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chợt Nga như nghe thấy gì đó mà nép sát vào người Dương, khiến cho anh cũng khó chịu mà thức giấc. Nhưng trong cái màn đêm yên tĩnh ấy, Dương cũng đã nghe thấy tiếng cào từ móng tay ngoài cánh cửa sổ phòng. Tiếng cào cứ soảng soạt vào cánh cửa khiến cho người nghe phải nổi da gà. Sáng hôm sau, Dương lò mò mà rời đi. Anh theo như lời người ta nói mà lần mò tìm đến nhà của một ông thầy nổi tiếng. Vừa đến cổng nhà ông thầy, thì ông thầy đã đứng trước cửa mà nhìn Dương nói: "Người có chức có quyền mà cũng đến tìm tôi, ắt là cũng phải có điều gì đó." Ông thầy nói rồi bước vội vào trong nhà. Dương cũng đi theo ông thầy vào trong nhà mà ngồi xuống cái bàn trà nhỏ uống nước. "Tối qua vừa gặp người mới chết phải không?" Ông thầy nhìn Dương mà hỏi, khiến anh cũng có phần giật mình mà gật đầu lia lịa. "Dạ, dạ đúng thưa thầy. Tên ấy mới chết được vài tháng mà lại về nhát con." Theo như lời của Dương kể thì ông thầy biết được là cái vong ấy mới chết, rồi quay về tìm Dương đây do ghen ghét, vì lúc còn sống trong công việc hai người đã cạnh tranh với nhau. "Vậy là hắn ta chết do tai nạn giao thông sao?" Ông thầy nheo mắt mà hỏi Dương. Dương tỏ vẻ bình tĩnh mà đáp: "Dạ vâng." Nhưng ông thầy lại thở dài mà nói tiếp: "Ta cảm nhận cái vong hồn này nó chết oan ức thì phải, mà theo như ngươi kể thì nó không vào nhà được, chỉ đi quanh nhà, là do nhà thờ cúng ông thần tài thổ địa canh giữ nên nó không vào được. Nhưng nếu đợi đủ 100 ngày của nó thì nó mạnh lên, lúc ấy có 11 ông thổ địa cũng không cản được." Dương nghe thầy nói vậy thì hoảng sợ: Thế bây giờ con phải làm sao thưa thầy?" Ông thầy mỉm cười mà gật gật đầu bảo Dương đợi ông một lát, ông sẽ lấy bùa cho anh. Ông thầy đi vào trong hì hục mà vẽ bùa, sau đó bước lên trên điện thờ, rì rầm mà đọc chú pháp khai quang làm phép mấy lá bùa. Ông quay trở lại đưa túi bùa cho Dương mà dặn: "Dán trước cửa ra vào, cửa sổ và hãy đem tấm bùa này trong người. Nó sẽ không làm gì được đâu." Dương nhận lấy túi bùa rồi anh suy nghĩ. Sau đó: "Thưa thầy, con muốn trấn yểm nó, thầy chỉ cách cho con đi." Ông thầy vẻ mặt thay đổi nhìn Dương mà nói: "Nếu không gây thù chuốc oán thì chỉ cần mang bùa bên cạnh là an toàn rồi. Còn về phần trấn yểm thì rất nguy hiểm. Lỡ như trận pháp bị ai đó quấy phá thì cái vong nó thoát ra lúc ấy rất nguy hiểm cho tính mạng của ngươi. Ta thấy không nên trấn yểm đâu." Ông thầy xua xua tay mà tỏ ý muốn kết thúc ở đây. Nhưng Dương nhanh trí lấy ra cái phong bì dày cộp mà đặt vào cái dĩa trên bàn mà thủ thỉ: "Thầy, trong đây là 50 triệu, thầy giúp con trấn yểm. Con sẽ hậu tạ thêm cho thầy." Ông thầy ho ho hắng giọng vài cái, rồi thở dài quay sang nhìn Dương mà nói: "Trấn yểm thì nó không khó, nhưng ngươi phải chắc chắn cái chỗ trấn ấy không ai được phá giày." Dương gật đầu lia lịa mà đồng ý, nhưng anh cũng đưa ra một yêu cầu: "Con cũng có một yêu cầu với thầy. Con không muốn thầy hỏi bất kỳ điều gì và thầy cũng phải giữ kín cho con chuyện này." Ông thầy mỉm cười mà đáp: "Anh yên tâm, đây là nghề của tôi. Thế giờ mình đi luôn nhé thầy." Dương đưa ra ý kiến nhưng thầy lại lắc đầu: "Trận pháp này làm ban ngày cũng được nhưng phải đúng 12 giờ trưa." Dương nghe vậy thì đồng ý mà hẹn thầy trưa sẽ quay lại mà đón thầy. Trưa hôm ấy, Dương quay lại nhà thầy mà đón thầy về nhà. Thầy không yêu cầu anh đồ lễ gì cả vì số tiền anh đưa nhiều nên thầy lo liệu được hết. Thầy bước vào trong cổng nhà mà nhìn chằm chằm vào cây sa kê mà quay sang bảo Dương: "Anh muốn tôi trấn yểm quanh gốc cây này chứ gì?" Dương vội gật đầu mà khâm phục ông thầy: "Dạ đúng thưa thầy, thầy trấn yểm quanh gốc cây này mà bày trận pháp rộng ra cho an toàn thầy ạ." Ông thầy gật đầu mà nhìn lên trên ngọn cây, ông cũng không chần chừ nữa mà đốt lên 3 nén nhang cắm xuống gốc cây sa kê. Theo lời chỉ dẫn của Dương, ông thầy đóng 4 cây đinh quanh gốc cây, rồi dùng sợi chỉ đó mà giăng lên, tạo thành một hình vuông. Lấy trong túi sách ra 4 lá cờ 4 màu khác nhau, cắm xuống 4 góc gần chỗ cây đinh. Ông bước lại cầm lấy 3 nén nhang dưới gốc cây, rồi đứng trước cái hình vuông ấy. Ông lấy trong túi ra 3 đồng tiền xu cổ cũ, rồi tung lên ném vào trong cái hình vuông ấy mà ngậm 3 nén nhang vào miệng. Tay bắt ấn pháp chú mà lẩm bẩm đọc chú mở khai phong ấn. Rồi lấy 3 nén nhang ra khỏi miệng mà cắm xuống trước cái hình vuông ấy. Chỉ thấy một cơn gió thổi qua làm 4 cái lá cờ bay phất phới trong gió, rồi từ từ đứng im như chưa từng xảy ra chuyện gì với 4 lá cờ ấy. Ông thầy mỉm cười rồi bước đến rút 4 lá cờ ra, rồi gỡ bỏ 4 góc của sợi chỉ đỏ, chỉ để lại 4 cây đinh dài ở mặt đất. Ông thầy quay sang nhìn Dương rồi bảo: "Xong rồi đấy, việc còn lại là anh hãy lấy búa mà đóng 4 cây đinh ấy lún sâu xuống đất mà nhớ vị trí.
Sau này không cho ai đụng vào bốn cây đinh ấy, nếu không hậu quả không lường được. Dương gật đầu mà làm theo, anh cầm búa đóng mạnh bốn cây đinh xuống đất mà cười vui vẻ, vì anh nghĩ rằng mình đã chiến thắng nó. Anh đâu hay biết, trong bụi cỏ rậm cách đó không xa, một cái bóng người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuộm màu máu, đứng trong đó mà lúc lắc cái đầu nhìn mọi thứ mà vẻ mặt tức giận. Chỉ có ông thầy là cảm nhận được có cặp mắt đâu đó đang dõi nhìn theo ông. Ông cũng quan sát rồi tiến lại gần chỗ bụi cây rậm rạp ấy mà nhìn vào. Ông thầy thấy hết nhưng cũng chỉ thở dài mà đáp nhỏ. Tất cả nó đều có quả báo. Xong xuôi thì ông thầy được Dương mời lại ăn cơm nhưng ông từ chối ra về. Ông không nhận thêm tiền và dặn Dương nên dán bùa quanh nhà xua đuổi âm khí và mang bùa trong người mà để giảm bớt cái tà khí còn bám lại trên người. Dương cảm ơn ông thầy rối rít rồi cũng yên lòng mà quay trở về công ty. Anh thoải mái mà tiếp tục làm việc. Đêm ấy Nga mơ thấy Phúc chồng cũ của cô đứng ngoài cửa mà nhìn cô. Vẻ mặt anh ta buồn bã mà nhìn cô nói: "Mọi chuyện là bắt nguồn từ nó, không phải do em. Em cũng chỉ là nạn nhân của nó. Tôi không trách em, tôi chỉ cần..." Nga giật mình mà mồ hôi ướt đẫm áo. Bất chợt cô sờ lên bụng mình mà cảm giác lo sợ. Cô lo sợ thứ gì đó vô hình sẽ đe dọa mẹ con cô. Chiều nay Quyên ở nhà mà chuẩn bị bữa tối ngon lành cho chồng, vì chồng cô hôm nay đã gọi điện mà báo sẽ về và cùng cô dùng bữa tối. Đang nêm nếp món canh sườn thì Quyên bỗng dùng mình mà trợn trừng mắt. Mặt cô bỗng lạnh lùng rồi khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm. Quyên gạt đổ hết tất cả những gì đã nấu trên bàn rồi gầm gừ mà quát: "Mày nghĩ mày được ăn những món ăn ngon này sao?" Quyên hất đổ hết tất cả thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng đi ra phòng khách, bắt lấy con cá rồng trong bể kính mà bóp chết nó. Miệng Quyên cười lên sằng sặc, dùng tay xé từng miếng thịt trên người con cá ra mà bỏ vào nồi canh nấu lên. Miệng cười thỏa mãn mà tiếp tục chui vào góc bếp, y như một con mèo mà vồ lấy vài con chuột, đập dập mà bỏ cả vào nồi kho lên đợi Dương về ăn cùng. Dương về nhà thấy vợ mình đang ngồi xem tivi, thì cũng nhanh chóng tắm rửa rồi ra bàn đợi vợ dọn cơm lên ăn. "Em biết không, từ lúc anh lên chức, mấy đứa ngày trước khinh anh giờ không dám hé răng dù một câu, kính nể cúi đầu với anh, đúng là lũ nịnh bợ." Quyên nghe thì cười lên sằng sặc, tay cô múc mấy con chuột bẹp dí lòi cả ruột gan ra dĩa mà không ngừng cười lên điên dại. "Em sao thế, thôi, có vui thì cũng bớt bớt lại em. À mà xong cái dự án này anh dắt em đi mua xe ô tô 4 chỗ nhé." Dương vui vẻ mà nhấp lấy hớp rượu vang mà ung dung ngồi rung đùi. "Ăn đi." Quyên dọn hết thức ăn ra, rồi gắp lấy con chuột chết cho chồng mình, rồi cũng bỏ thẳng một con chuột vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Dương nhìn bát thức ăn mình nhưng không hề nhận ra ấy là xác chuột cống chết. Trong mắt anh nó là một miếng thịt nhìn rất ngon, anh bỏ vào miệng cắn nhẹ. Một bên mắt của con chuột lòi ra mà rơi tọt xuống bàn. Quyên không ngần ngại mà nhặt lấy mà bỏ vào miệng vẻ mặt thưởng thức. "Thịt gì mà ngon vậy em?" Quyên cười khè khè rồi nói nhỏ: "Chỉ khi về nhà em mới được ăn món thịt hảo hạn này. Còn món canh nữa, anh ăn đi." Dương múc lấy thìa canh mà húp lấy húp để. Cái mùi cảm giác nó ngon nhức nách khiến cho anh không ngừng khen vợ mình: "Dạo này tay nghề của em nâng cao lắm nhé, món nào cũng ngon." Quyên nghe vậy thì cười lên khanh khách, cô đáp: "Thịt cá mà anh nuôi thì nó phải ngon chứ." Dương ngừng lại, mặt anh như tắt nắng mà nhìn vợ mình. Nhưng vẻ mặt Quyên thì bình thường mà có phần như đắc ý lắm mà nhìn Dương. Như nhớ ra chuyện gì, Dương chạy ra bể cá phòng khách mà nhìn, anh hốt hoảng mà kêu la ầm ĩ: "Quyên, cô làm gì vậy? Cô có biết con cá này tôi mua bao nhiêu tiền không? Nó là phong thủy trong cái căn nhà này. Cô làm vậy thì vận may làm gì đến được với tôi chứ?" Quyên đặt bát cơm xuống bàn, cô ném đôi đũa mà nói: "Vận may đôi khi nó do con người tạo ra đấy anh. Cái thứ của người khác mà mình chiếm đoạt thì sớm muộn gì cũng lãnh về quả báo thôi." Dương nghe những lời từ miệng Quyên nói mà đứng đơ ra, anh hơi chột dạ mà hỏi: Cô nói vớ vẩn cái gì vậy?" Ánh mắt của Quyên bỗng sắc lẹm mà nhìn Dương, khiến cho anh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên xen lẫn với lo sợ. Anh không đôi co nữa mà nhanh chóng vào xe mà rời đi ra khỏi nhà. Quyên vẫn đứng đó, ánh mắt cô trợn trắng long lên sòng sọc mà nhìn theo Dương. Sau đó cô dùng mình vài cái rồi ngất lịm mà lăn quay ra nhà. Dương lái xe đến tìm Nga, anh bước đến bên cái trận pháp phong ấn đó và hỏi Nga: "Em chắc chắn là không có ai phá phách gì trận pháp này chứ?" Nga gật đầu: "Căn nhà này chỉ có mình em." Dương vẫn cảm thấy có thứ gì đó nó không đúng cho lắm.
Anh vẫn cảm giác lạnh buốt sống lưng và tóc gáy dựng đứng khi đi vào trong nhà Nga, nhất là cái căn phòng khách của nhà Nga, nó cứ toát ra cái vẻ âm u dữ lắm. Cùng người tình đi vào nhà, Dương vuốt ve bụng Nga mà hỏi: "Con chúng ta đã được mấy tháng rồi em?" Nga vui vẻ mà trả lời: "Được 8 tháng rồi anh, tháng sau là chúng ta sẽ đón con đấy." "Mà anh này, em muốn anh ly dị vợ mà về sống với em, sau khi phần tài sản còn lại giao quyền cho em thì em sẽ đi nơi nào đó sinh sống, em không muốn ở đây nữa." Dương ôm lấy Nga mà suy nghĩ. Ngày ấy mục đích anh đến với cô chỉ là trả thù tên Phúc, nhưng rồi mọi chuyện lại diễn biến ra một chiều hướng khác. Người anh yêu là Quyên, vợ anh ở nhà, nhưng vào cái tình huống này Dương không biết phải làm sao. "Em thấy đấy, anh chỉ có thể làm cho cô ấy rời đi thì sẽ không mất một đồng xu nào. Nếu không phải chia nửa gia tài ấy em..." Nga lắc đầu mà nói: "Em không cần, gia tài em có đủ cho mình sống đến già mà anh." Nhưng Dương thì lắc đầu mà đáp: "Em đợi đi, anh sẽ sắp xếp." Dương đang chìm vào giấc ngủ say thì anh bỗng giật mình mà thức giấc, lấy tay sờ sờ bên cạnh anh không thấy vợ mình nằm bên, nên ngồi dậy mà bật cái công tắc đèn. Dương giật mình hoảng hốt khi thấy Quyên đang ngồi trước gương mà chải tóc. Khuôn mặt cô đờ đẫn, ánh mắt như người mất hồn mà dùng lược chải nhẹ nhẹ mái tóc đen dài óng của mình. Quyên mặc một chiếc váy ngủ màu trắng khiến cho cô toát lên vẻ ma mị đến đáng sợ. "Em không ngủ mà muộn rồi ngồi đấy làm gì?" Câu hỏi của Dương làm cho động tác chải tóc của Quyên dừng lại. Cô bỗng cười rú lên khiến cho chồng mình hoảng sợ mà đờ ra nhìn cô. "Tóc ướt rồi, vết dính rồi, thì chải nó có đẹp không anh?" Những lời nói của Quyên nó như xoáy thẳng vào trong tâm trí của Dương, khiến cho anh cảm thấy đầu mình nhức nhối. "Em ngủ đi, chải tóc gì giờ này, mà biết dính gì nữa. Hồi tối anh thấy em gội đầu rồi cơ mà." Quyên lặng im, trên khóe miệng cô nở lên một nụ cười mỉm mà đáp: "Đầu đâu mà gội." Dương lúc này giận dữ tột độ, anh quát: "Thế giờ mấy giờ còn ngồi nói nhăng nói cuội?" Quyên ngưng chải tóc, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt Dương mà hỏi: "Mấy bữa nay anh không mang theo bùa bình an gì đó sao?" Dương nghe vậy thì cũng chợt nhớ ra, sự thật là mấy tháng nay anh thấy yên bình nên cũng không mang theo bùa bên cạnh. "Ừ anh quên, mai anh mang." Quyên nghe xong thì mỉm cười mà đáp lời: "Ngủ đi, nó hết tác dụng rồi." Cô đi đến tắt công tắc điện mà nằm xuống, để mặc cho Dương đang suy nghĩ, là vì sao vợ mình tại sao lại nói bùa nó hết tác dụng rồi. Quyên quay lưng lại phía Dương, khuôn mặt cô lúc này trong bóng tối trắng bệch mà nhếch lên một nụ cười ma quái. Nụ cười nó cũng nhanh chóng vụt tắt và một làn khói bay từ trong thân thể Quyên ra, rồi tan biến mất. Quyên lúc này cũng ngất đi mà ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau Quyên dậy sớm mà chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cô còn chu đáo mà chuẩn bị cơm trưa cho Dương. Dương nhìn hộp cơm ngon lành thì đồng ý mang đi ngay, thường ngày ăn cơm văn phòng nên chút có phần ngán, nay có hộp cơm vợ đưa nên cũng phấn chấn mà đến công ty. "Sếp, sếp không ăn cơm trưa à?" Dương mỉm cười khi trợ lý mình hỏi về bữa trưa. Anh lấy hộp cơm ra mà khoe: "Nay vợ anh đặc biệt nấu cho anh ăn." Tay mở hộp cơm ra thì miệng há hốc mà mắt tròn to nhìn cái hộp cơm. Bên trong cái hộp là cơm và bên trên là bùn đất bốc mùi tanh tưởi. Tên trợ lý ngửi mùi liền chạy đi mà nôn mửa. Dương cũng không chịu được mà nhanh tay vứt bỏ hộp cơm vào thùng rác. Quái lạ, buổi sáng là cơm thịt, rau xào ngon như thế, đến giờ toàn là bùn đất tanh tưởi là sao? Dương thấy mọi chuyện nó lạ lắm mà không sao hiểu được. Anh đành gọi cơm ăn mà tối về hỏi lại vợ xem thế nào. Tối hôm đấy Dương về nhà, nhưng không thấy Quyên đâu cả. Gọi điện thì cô bảo đi công việc sẽ về muộn, nên Dương cũng lấy xe mà chạy đến nhà Nga. Bấm chuông cửa mãi mà không thấy Nga ra mở cửa. Nghĩ là cô bầu bì nên Dương cũng đành xuống xe mà mở cửa cổng cho xe vào. Đi vào bên trong nhà anh không thấy Nga đâu nhưng cũng không gọi vội, mà từ từ đi đến phía căn phòng ngủ cho khách nhà Nga. Đã có lần lúc đêm khuya, Dương thấy Nga lén lén lút lút mà đi từ trong đấy ra, vẻ mặt hốt hoảng khi bắt gặp Dương. Nên lần này anh quyết định lại gần mà xem. Cánh cửa hé mở, Dương nhìn vào bên trong phòng, Nga đang thắp nhang mà cúng kiếng cho di ảnh trên ban thờ. Di ảnh là hình của Phúc, mặc dù điều ấy không phải quá lạ, nhưng rõ ràng là di ảnh đã đặt ở nhà bố mẹ Phúc và Nga không lập ban thờ cho chồng, ấy mà cô lại để bàn thờ trong phòng ngủ dành cho khách. Dương thắc mắc nên vẫn đứng xem rồi nghe Nga nói từng lời. "Anh tha cho mẹ con tôi đã làm theo lời anh cúng kiếng cung phụng anh, tôi sắp đến ngày sinh nở nên xin anh để yên cho chúng tôi. Tôi chỉ cần vậy thôi, anh muốn gì cứ về báo mộng tôi sẽ làm hết."
Dương nghe thì hoảng hốt mà tiến lại phía Nga, nắm chặt lấy vai Nga mà hỏi. Em nói gì? Tên Phúc hiện về với em sao? Nga hoảng sợ khi mọi chuyện đã bị Dương phát hiện, cô vội kéo tay anh ra ngoài mà nói. Anh nghe em nói, ngày anh phong ấn hắn nó hiện về với em trong giấc mơ, muốn em lập ban thờ mà cúng kiếng cho hắn. Hắn bảo nếu không sẽ không tha cho em và con, nên là em nghe theo lập ban thờ mà cúng kiếng cho hắn. Nhưng dường như càng ngày hắn càng mạnh hơn thì phải. Hắn có thể hiện ra giữa ban ngày. Lúc đầu em rất sợ nhưng rồi những điều kiện hắn đưa ta chỉ là cung phụng hắn, nên em đồng ý theo hắn. Em nghĩ chắc hắn chỉ muốn được có người thờ cúng, chứ không làm hại gì đâu anh. Dương nghe xong thì im lặng một lúc rồi hét lên. Em điên rồi, nếu không phải vì sợ hắn trả thù anh đã không mời thầy về phong ấn nó. Vậy mà khi biết nó không bị phong ấn mà em lại không báo cho anh biết. Nó tìm đến anh tính sổ thì sao? Nga phản kháng. Nhưng mấy tháng nay hắn có làm gì anh đâu. Hắn chỉ cần người thờ cúng. Dương ngắt lời Nga. Không, em sai rồi. Chính em đã tiếp tay cho hắn mạnh hơn để có thể trả thù chúng ta. Em làm như vậy là chết hết đó em biết không? Dương tức giận mà đứng dậy định rời đi. Nga chạy theo anh. Anh đi đâu? Anh định bỏ em lại đây sao? Dương quay lại mà vỗ vai Nga. Tất cả mọi chuyện do em làm nên. Giờ anh phải đi tìm thầy, chứ không tiêu mạng. Dương vừa nói dứt lời thì tiếng vỗ tay bôm bốp ngoài cửa chính vang lên. Hai người cùng nhìn ra và nhận ra đó là Quyên, vợ của Dương. Quyên mặc một chiếc váy màu trắng qua đầu gối, tóc cô xóa dài ra mà phất phơ trong gió. Vẻ mặt cô có phần hốc hác và ma mị khác thường. Giỏi lắm, chúng mày giỏi lắm. Quyên vẫn đang đứng đó mà miệng cười nhếch mép, tay cô vẫn liên tục vỗ vào nhau mà khen hai nhân vật trước mặt thật là giỏi. Dương nhìn thấy Quyên thì cũng rối bời mà bước đến. Kìa em, sao lại đến đây? Anh đến thăm Nga, cô ấy bầu bì một mình. Với lại trước khi mất tích tuy là đối thủ trên công việc nhưng Phúc nó cũng có dặn anh để ý đến Nga. Giúp cô ta một chút. Nga nghe vậy thì cũng đi đến mà kéo tay Dương. Tại sao như thế này anh không nói thật với cô ta là chúng mình yêu nhau và đây là kết quả của tình yêu? Dương vội vàng kéo tay Nga sang một bên rồi quay lại nhìn Quyên mà giải thích. Em đừng nghe cô ấy nói mà hiểu lầm, anh. Quyên vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Cô bỗng cất tiếng nói, nhưng giọng cô nó cứ trầm trầm mà ồm ồm khác lạ. Lầm, tôi đã lầm thật mà. Hai người diễn giỏi lắm. Quyên nói rồi quay lưng mà đóng chặt cánh cửa lại. Cô đi đến chỗ chiếc gương nơi phòng khách cầm lấy chiếc lược của Nga mà bắt đầu ngồi chải tóc. Mặt cô đờ đẫn, nhưng ánh mắt thì cứ trợn toàn lòng trắng mà đảo liên tục quan sát hai người đang kỳ dị mà nhìn mình. Có ai đi đánh ghen mà đến nhà Tiểu Tam ngồi chải tóc vậy không? Quyên và Nga vô cùng ngạc nhiên. Nga liền nói, có khi nào cô ta giận quá hóa điên? Dương cũng thấy lạ. Anh hỏi, em sao lại ngồi chải tóc thế kia? Quyên vẫn không ngừng chăm chú mà chải từng sợi tóc cho gọn gàng. Tóc dính bết chải nó có đẹp được không? Trả lời Dương mà khuôn mặt của Quyên hiện rõ vẻ đùa cợt. Câu trả lời này Dương đã từng nghe đêm hôm qua. Anh lấy làm lạ và hỏi lại, anh thấy tóc em bình thường mà, bết dính gì? Quyên cười khúc khích mà ánh mắt đảo liên hồi nhìn về phía hai người mà đáp, dính máu. Nga nghe thấy mà giận hết da gà. Cô như suy nghĩ ra gì đó, rồi cô lùi lại ra phía sau vài bước. Cái giọng nói ấy Nga nghe nó quen quen làm sao ấy. Dương nghe vậy thì cũng có chút hoảng sợ, nhưng cái anh suy nghĩ là sợ Quyên ghen tuông rồi làm bậy. Em có sao không? Hay theo anh về, anh giải thích rõ cho em. Dương nói, định bước đến kéo Quyên dậy thì cô lại rung vai mà cười lên khanh khách, cười lên không ngừng mà đáp lại, nhà tao, tao còn đi đâu nữa. Nga nghe vậy thì cô giật mình mà hoảng hốt lùi ra phía sau thêm vài bước. Lúc này cô có thể chắc nịch rằng chính cái giọng nói đang phát ra từ phía cô Quyên ấy, đấy chính là giọng nói của Phúc, người đã đầu ấp tay gối với cô. Nga đơ người ra mà mồ hôi cô toát ướt hết cả chiếc váy đang mặc. Cô định tiến đến mà bảo Dương, nhưng nhìn lại sắc mặt đanh lạnh cùng với đôi mắt sắc lịm của Quyên ở trong gương, khiến cho Nga có phần hoảng sợ mà đứng chôn chân tại chỗ. Dương thì có phần bình tĩnh hơn, anh tiến lại gần mà kéo vai Quyên lại mà nói, em làm sao đấy, theo anh về nhà, nhà này của người ta. Quyên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt Dương mà nói, nhà người ta mà chúng mày lại muốn chiếm đoạt, chúng mày có phải là con người hay không? Quyên chợt như con thú hoang mà gầm gừ lên, khiến cho Nga hoảng hốt mà phải nhanh chóng kéo tay Dương lại. Run run bảo, anh,
Anh không nghe thấy đấy, đấy là giọng của anh Phúc sao? Nga nói rồi nép sau lưng của Dương, trong khi đó anh thì đang đực cả mặt ra, nhìn về phía Quyên. Quyên vẫn ngồi đó mà cười lên khùng khục, cười vang vọng khắp căn nhà và rồi chỉ tay về phía Dương, gằng lên từng chữ. Mày phải chết. Dương nghe vậy thì cũng run rẩy sờ tay vào trong túi áo, anh đang tìm tấm bùa mà ông thầy đã đưa cho mình. Nhưng Dương chợt nhớ ra tấm bùa ấy anh đã chủ quan mà để ở nhà mất. Quyên lắc lắc cái đầu mà nhìn Dương nở một nụ cười thân thiện mà nói từ từ. Mày tìm lá bùa đấy hả? Nó có còn tác dụng gì với tao đâu? Ngày mà chúng mày tìm thầy đến trấn yểm cái xác tao, tao biết nên đã thoát ra khỏi đấy. Tao nhờ đến con Nga này, nó lập bàn thờ cúng bái tao, để tao có thời gian mà tu luyện ở đấy. Mày biết gì không? Thời gian vừa qua tao mạnh lên rất nhiều, và lá bùa của mày cũng không còn ăn nhằm gì với tao. Dương hoảng sợ, anh quay lại mà nói với Nga. Chạy đi em, đến nhà thầy đi em. Để tao xem chúng mày chạy đi đâu. Oan hồn của Phúc lúc này điều khiển thân thể của Quyên mà bước đến nắm lấy cổ áo của Dương. Dương cũng cầm lấy tay của Quyên mà kéo ra. Anh muốn dây dưa với nó để tạo thời gian cho Nga chạy đi tìm thầy. Nga chạy ra cánh cửa kính nhưng cô không thể nào mà mở được cửa. Trong lúc hoảng loạn cô đung sức đẩy mạnh, cánh cửa nó không hề nhúc nhích. Bên này thì Quyên đã tung ra những cú đấm siêu chất lượng cho Dương ăn không trượt phát nào. Sức mạnh của cô mạnh hơn Dương gấp nhiều lần mà đánh cho anh ngất xỉu. Quyên đi đến kéo lấy tay Nga đang cố gắng đung chìa khóa mở cửa nhưng không được. Quyên khẽ mỉm cười mà kéo lấy tay Nga đang van khóc xin tha mà lôi vào trong phòng ngủ. Đe dọa vài câu là Nga ngoan ngoãn ngồi im trên giường, Quyên thì ra ngoài kéo sành sạch Dương vào mà đặt anh nằm xuống đất. Mặc dù đã ngất vì đau, nhưng Dương vẫn ý thức được là tên Phúc bây giờ đang nắm lấy đầu mình, kề cái thứ lạnh lạnh lên trên cổ mình. Mọi thứ là của tao. Của tao, mày có gì hả thằng mất dạy kia? Quyên nắm đầu, kề dao vào cổ Dương mà thổ thì vào tai của hắn. Bên trên thì Nga vẫn cứ van xin Phúc tha cho mình và tha cho Dương, cô hứa sẽ cúng bái và phụng thờ anh suốt đời. Quyên quay phách lại phía Nga mà cũng kéo cái đầu của Dương sang phía Nga mà bảo. Mày nhìn đi, ngay cả đứa con trong bụng nó cũng là của mày. Tại sao mày lại có mọi thứ như thế hả? Đáng lý ra mọi thứ phải thuộc về tao. Quyên hét lên rồi dùng con dao sắc lịm ấy mà cứa một đường sắc lịm trên cổ của Dương, rồi cười lên khoái chí. Dương lúc này máu đã bắt đầu từng dòng mà chảy ra, anh đau đớn mà rên ư ử van xin những lời gì đó trong miệng mà nghe không rõ. Nga thì hoảng sợ, cô ôm lấy đứa con trong bụng mà khóc nức nở. Quyên lại tiếp tục kéo cổ của Dương lên mà khẽ hỏi. Đau không? Đau không? Mày có đau bằng tao không? Khi mà tao biết mình vừa mất vợ và sẽ mất cả tương lai. Mày có biết trước khi tao chết tao đau đớn đến thế nào không? Nhưng mà không sao, mày chắc chắn phải đau hơn tao. Quyên nói rồi trói chặt hai tay Dương ra sau lưng, sau đó dùng khăn tay mà cuốn chặt vết rách ở cổ lại, từ từ lấy ra trong giỏ sách một con dao chặt thịt thật to và sắc lịm. Nga thấy tình hình không thể chịu đựng được nữa mà hét lên. Cút đi, mày cút đi. Cô từ trên bàn lấy ra con dao gọt hoa quả sắc nhọn, mà lao thẳng đến mà đâm vào lưng của Quyên một phát. Máu bắt đầu chảy ra mà nhỏ xuống trên tay của Nga, cô hoảng sợ mà bật khóc, nhưng trong đầu lúc này chỉ nghĩ phải tiêu diệt tên Phúc. Nga lấy hết bình tĩnh rút dao ra mà đâm mạnh vào lưng Quyên thêm mấy phát nữa. Quyên như không sao, cô quay lại, ánh mắt trợn trắng dã mà hất mạnh Nga, cô ngã văng xuống nền nhà mà đau đớn ôm lấy bụng mình. Quyên nhét chặt cái khăn vào miệng Dương, cô không ngần ngại mà vung tay chặt một cái cốp xuống dưới tay Dương. Máu bắn ra thành vòi mà xịt hết vào mặt Nga, cô vừa ôm bụng, vừa kêu la thảm thiết. Dương thì nhăn nhó mà không hét nổi thành tiếng. Tiếng ư ử nó cứ đọng lại trong cổ anh mà nhăn nhó trợn mắt mà nhìn Nga. Phập thêm phát nữa, hai cánh tay Dương đã đứt lìa mà rời khỏi thân thể. Mỗi nhát dao chặt là cả một sức mạnh phi thường của Quyên khiến cho mọi thứ đứt lìa. Quyên mỉm cười mà lại bước đến bên cạnh Nga. Chiếc váy cô đã nhuộm một màu máu đỏ mà giỏ tong tỏng xuống nền nhà. Nga à, em giỏi lắm. Tôi với em đã từng muốn có lấy một đứa con cho nó sự hàn gắn. Thế mà cô lại không chịu. Lại muốn có con với nó. Trong lòng cô chỉ có nó. Quyên nói rồi dùng sức mà đá mạnh vào bụng của Nga khiến cô đau đớn mà gào thét trong vô vọng. Quyên chỉ mỉm cười mà tiếp tục dùng chân đá ầm ầm vào bụng Nga không thương tiếc. Sau một hồi vui đùa với cái bụng của Nga thì Quyên cũng hài lòng mà rời đi lại chỗ của Dương.
Dương lúc này cũng ở trong cổ họng mà nhìn về phía Nga, nói đúng hơn là anh nhìn về phía đứa bé sắp chào đời của mình. Mày thấy không Dương, mày phải đau đớn hơn tao gấp trăm. Đúng thật, lúc này anh quá đau đớn mà nằm gục mặt nơi vũng máu tanh tưởi. Anh hận mình không thể cắn đứt lưỡi mà chết đi cho thanh thản. Tiếng con dao chặt thịt mỗi lúc càng nhanh, càng băm đi băm lại nhiều lần khiến cho Dương đau đến chết đi sống lại. Lúc này Nga cũng đang ôm bụng mà la hét thảm thiết, đứa con trong bụng cô cuối cùng cũng không thể giữ được mà rơi ra ngoài. Nga đau đớn ôm lấy con nằm trong lòng mà nức nở gọi tên Dương. Dương chứng kiến tất cả mọi thứ rồi mắt anh lại tối sầm lại mà ngất đi. Quyên lật người Dương lại mà dùng dao cứa nhẹ nhẹ trên cổ của Dương. Anh lúc này đang ngất cũng phải tỉnh vì quá đau. Quyên mỉm cười nhìn Nga rồi lại nhìn Dương mà nói. Vĩnh biệt mày, nhát dao sắp sửa bổ xuống. Dương trợn mặt lên mà nhìn Quyên, cổ của anh lúc này cũng bị đứt lìa mà lăn long lóc trên sàn nhà. Hai con mắt trợn tròn mà nhìn về phía Nga. Nga cũng đã tắt thở vì cô mất máu quá nhiều. Quyên nhìn mọi thứ rồi cười lên sằng sặc. Cô tiếp tục không quên phanh thay xác của Dương ra. Mà điên dại chặt tới tấp, cho đến khi xác của hắn thành những mảnh nhỏ, thì Quyên mới dừng lại mà đầu tóc, người ngậm đầy máu me mà cười rồi lại khóc mà ngồi thừ xuống đất. Sau đó giật giật lên đùng đùng mà ngã vật xuống đất. Sau khi khám nghiệm tử thi, xem xét hiện trường thì mọi người vẫn không thể nào tin mà giải thích được khi một cái thi thể bị chặt ra bấy nhảy. Một thi thể ngồi ôm đứa bé nhỏ vẫn còn dây rốn nối với bên trong bụng mẹ. Cô ấy bị mất máu quá nhiều nên chết. Một thi thể bị đâm hơn 10 nhát dao mà chết, nhưng rõ ràng không thể nào tìm thấy tung tích của hung thủ. Vậy những cái xác ấy do ai làm ra, và điều gì đã khiến ba mạng người chết kinh dị như thế? Tất cả đã được giấu kín và đem theo xuống mồ.